con nguyện đem công đức phụng sự Tam Bảo, thỉnh bông, thỉnh giang, dầu đèn hồi hướng cho tất cả bà con trên kênh giải trí của con cũng như trên kênh Giác Lợi Vlog. Thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn mọi chuyện đều thuận lợi. Chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, ai bị tâm tai vọng thấy thế, mọi chuyện đều thuận lợi. Nam mô A Di Đà Phật, con xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, xin Đức Quan Thế Âm Bồ Tát độ cho. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay Giác Lợi xin cho bà con cô bác, ông bà chư vị thần linh ở dưới gốc Bồ Đề một cây sâm cho bà con cô bác ha. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện xin chư vị thần linh, chư vị ông bà cai quản tại gốc Bồ Đề đây, cư ngụ đây, xin ông bà độ cho con sinh vật một cây sâm may mắn, một cây sâm cho ngày chủ nhật có đại Tiền Giang Kiên Giang ngày 23 tháng 7 năm 2023. Xin các ông độ cho có cái lọc số cây sâm này, con thỉnh cớm về con chúng con trả lời các ngài. Con xin ông bà độ cho con sinh là một cây sâm tốt. Nam mô A Di Đà Phật. Đây, con quay vào trong con trình lời, con xin chư vị ông bà cai quản đây độ cho số cây sâm này. Xin ông bà tại gốc Bồ Đề đây xin độ chư vị sơn thần thổ địa, các vị thần linh cai quản tại gốc Bồ Đề. Xin các ngài để điểm chỉ ban cho số cây sâm này về trùng khớp trúng ngày trúng giờ, giúp cho bà con có cái lọc ngày chủ nhật đại Tiền Giang Kiên Giang và ngày hôm nay về trước giờ cho bà con có cái lọc. Con nguyện con sẽ trả lời chư vị cốm kẹo bánh. Nam mô A Di Đà Phật. Số thầy xăm là 77 bà con ơi, 77 ông trời, ý trời luôn rồi bà con ơi. Chư vị thần linh, ông bà đại độ cho số thầy xăm 77 nha bà con. Hôm nay bà con tham khảo sớm cho Giác Lợi số 77 này miền Nam trước ngày đại thứ 7 là thành phố Long An, sau nữa là ngày mai đại Tiền Giang Kiên Giang nha bà con. Số thầy xăm là 77 nha, 77. Mùa gì đặc biệt, Giác Lợi đại tâm, xin cho lòng chú gấp vụ đề. Bà con cô gái anh chị em, đồng chí Thầm Nguyễn Quy, Thầm Cóc, ông rùa, ông thần Nguyễn Quy đó, đó